Núi này là ta mở, rừng này do ta trồng. Muốn đi qua con đường này, lưu lại tiền mại lộ. Đại ca, hắn vừa nói cái gì vậy? Quên làm sao nghe được bọn ruồi nhặng này nói. Con người đệ ghét nhất là ruồi. Dừng dừng tay, đại hiệp, tôi là người của Hắc Long Trại. Hắc Long Trại thật lợi hại. Thế hôm nay bọn ta tiễn người về Hắc Long Trại. Xuất phát. Người đâu? Đi hướng kia rồi. Bọn họ và Lạc Ma hộ tống trên xe ngựa. Ông chủ, cho một ít đồ ăn đồ uống. Đi cho vị ngồi trên xe ngựa. Được. Hai vị quan gia, ăn những gì? Ông chủ, ở nơi quan vắng như vậy mở quán có phải là cảm thấy rất cực khổ không? Đã quen rồi. Gió thổi nắng phơi, tất nhiên là cực khổ rồi. Dù gió thổi nắng phơi, tay của người lại có thể trắng như vậy. Bảo vệ Đại Lạt Ma, huynh cẩn thận. Sao vậy? Đại ca, huynh nhìn kìa. Cô là ai? Đại Lạt Ma, ông ấy đâu? Đại ca, hình như cô ấy nói tiếng Mông Cổ. Hỏi cô một lần nữa, Đại Lạt Ma rốt cuộc đang ở đâu? Nói mau. Đại ca, bây giờ không thấy Đại Lạt Ma nữa, chúng ta trở về khai báo thế nào đây? Đừng nói bậy. Trước đưa cô ta về kinh thành, tìm một người biết tiếng Mông Cổ, tra hỏi cô ta. Đi. Đại nhân, nơi ở của Đại Lạt Ma đã an bài xong rồi. Chỉ là phó chỉ huy sứ Lý Nghị bên kia không biết có gặp phải nguy hiểm không. Hắn ta một lòng trung thành, có chút đáng tiếc. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lý Nghị chỉ là một con cờ của ta. Chờ sau khi đại sự thành công, thiên hạ đều là của ta. Loại người như Lý Nghị, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần tiếc. Rõ. Phế vật, phế vật. Truyền lệnh xuống, bố trí đường dây trong thành ngoài thành. Chỉ cần thấy Đại Lạt Ma ở đâu, giết không nhiều lời. Đi. Rõ.
Đại ca, hai người đợi đệ với. Đại ca, đệ là người bị thương, Quynh đi chậm một chút đi. Đại ca, Quynh nói xem, cô nương này rất xinh đẹp, sao có thể cùng bọn người lạc ma ở chung được chứ? Đừng nói hồ đồ. Sợ gì chứ? Cô ta lại nghe không hiểu. Lấy sức đi đường. Đi nữa hả? Dù thế nào đệ cũng không đi. Nơi này vừa may có ngô miếu. Đệ mặc kệ, đệ phải nghỉ ngơi. Hai người các Quynh cứ từ từ mà đi. Đại ca, ăn chút đồ đi. Nơi này không an toàn, nhanh chóng rời khỏi đây. Chúng ta cứ như vậy đi tiếp thì không ổn. Trong kinh thành, tai mắt của đồng xưởng thực sự là rất nhiều. Đại ca, chúng ta chưa đón được Đại Lạc Ma, còn dẫn theo cô ta. Kỷ đại nhân mà biết được, nhất định sẽ trách mắng. Là không nổi nhiều việc như vậy rồi. Chúng ta trước tiên đi bẩm đại nhân, rồi tiếp tục tìm Đại Lạc Ma. Các người muốn biết Đại Lạc Ma ở đâu không? Đi cùng ta. Cô biết nói tiếng Hán à? Không phải, những lời trước đây ta nói, cô đều nghe hiểu à? Lời người nói vốn dĩ đều là lời bỏ đi. Đừng nói nữa, tìm nơi thay y phục trước đi. Đại ca, để vừa may biết được bên kia có một tiệm y phục. Nếu không thì... Đi. Cô thay xong chưa? Nếu cô thay không được, ta giúp cô thay. Đại ca, quên xem cô ta kìa. Cô nhanh lên đi, đợi cô đấy. Ba vị công tử đã đến. Đã nhìn trúng cô nương nào chưa? Bọn ta tìm người. Được, xin mời vào trong. Khách quan, khách mà ngài đợi đã đến rồi. Mời vào trong. Đại sư, Kỷ đại nhân, Lý Nghị,
Vị này chính là nữ đệ tử của Đại Lạt Ma, Nguyên Mẫn. Nhiệm vụ lần này của các ngươi đã hoàn thành không tệ. Thành công thu hút sự chú ý của Đông Sưởng, Đại Lạt Ma mới có thể âm thầm thuận lợi tiến kinh. Bọn thái giám này vĩnh viễn không nghĩ ra được Đại Lạt Ma sẽ ở đây. Chỉ cần đợi đến 15 tháng này, Đại Lạt Ma làm phép cầu phúc cho Hoàng thượng. Đến lúc đó Long Nhan đại tuyệt, các ngươi tất nhiên được trọng thưởng. Đa tạ đại nhân. Được rồi, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, không có lệnh triều kiến của ta, không được một mình đến Di Xuân Lầu. Rõ. Đại ca. Đại ca. Quỳnh sao vậy? Đại nhân không phải là rất hài lòng sao? Đại Lạt Ma đã an toàn đến kinh thành, nhưng các huynh đệ đi cùng chúng ta, một người cũng không trở về. Đệ cũng suýt nữa. Chúng ta là người của Cẩm Y Vệ, tận trung vì nước là điều nên làm. Chỉ tiếc huynh đệ chết đều không minh bạch. Tiểu thất, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, không cho phép đi gây sự lung tung. Không có đại ca. Để như thế huynh không phải không biết. Được rồi, được rồi, nhanh chóng về đi. Được rồi, để đi đây. Công công, người mai phục ở ngôi miếu quan bị giết cả rồi. Các ngươi nghe rõ rồi đấy. Đại Lạt Ma có thể đã vào kinh thành. Không cần biết các ngươi nhìn thấy hắn ta ở đâu. Còn nữa, làm việc sạch sẽ một chút. Rõ. Triệu Trung. Hoàng thượng. Hoàng thượng, người thế nào rồi? Triệu Trung, đã mời Đại Lạt Ma đến chưa? Hồi hoàng thượng, Kỷ đại nhân nói Đại Lạt Ma đã vào kinh thành, đã an bài thỏa đáng, đợi đến ngày 15 tháng này làm lễ cầu phúc cho người. Tiếp đón ông ta tử tế một chút. Lý Nghị sau khi làm Cẩm Y Vệ phải trung quân ái quốc, vì giang sơn đại minh và lê dân bách tính, không phải vì thăng quan phát tài. Người phải nhớ kỹ. Dạy đại nhân yên tâm, tại hạ đã ghi nhớ. Cha, Lý đại ca tốt bụng đến thăm cha, cho đời nghiêm khắc giáo huấn anh ấy nữa. Đại nhân, Châu đại nhân có thư đến. Tiểu Ánh, con tiếp Lý Nghị, ta đi xem một lát. Dân thưa cha. Lý đại ca, vật này tặng cho huynh. Như vậy sao có thể? Đây là vật giải đại nhân tặng muội. Không cho phép nói không cần. Huynh còn phải đáp ứng muội, sau này thường xuyên đến giải phủ. Muội an tâm, huynh sẽ thường xuyên đến thăm giải đại nhân. Thế còn muội? Huynh cũng sẽ thường xuyên đến thăm muội. Mở cửa, mở cửa, mau mở cửa. Bọn ta biết người ở trong đó. Thiếu nợ trả tiền là việc đương nhiên. Đừng đập nữa. Tiểu thất không có nhà, liên quan gì đến ngươi? Mau mở cửa, ta không tin ngươi không ra ngoài. Mở cửa, mở cửa, mau lên. Ra đây, bọn ta biết ngươi trong đó. Ra đây trả tiền. Mở cửa, trả tiền đây. Thiếu nợ thì phải trả tiền. Mở cửa, mở cửa ra. Mau lên, mở cửa, mau lên. Mở cửa đi,
Nếu không mở cửa, bọn ta sẽ đập. Mau lên đi, mở cửa. Bọn ta biết ngươi ở bên trong. Đoán xem ta là ai? Nhớ chết đi được. Tiểu Ánh, Lý đại ca, vết thương của chàng sao rồi? Không sao. Cảm y vệ bọn ta bị thương một chút là chuyện bình thường. Nói, có phải có người khác rồi không? Hôm nay ta và đại ca đi chỗ này đã là cô công sai. Đến Di Xuân Lầu làm công sai, mới nghe thấy lần đầu đó. Phải rồi, khi nào chàng mới đến chuột muội ra? Muội không muốn ở đây chờ thêm một ngày nào nữa. Nàng an tâm, ta gom góp đủ tiền rồi, nhất định sẽ chuột nàng ra. Lúc nào mới có thể tích góp đủ? Ngày ngày thua. Nàng an tâm, mặc kệ như thế nào, ta cũng nhất định chuột muội ra. Kỵ đại nhân, Lý đại ca, muội cầu xin huynh cứu nghĩa phụ của muội. Nghĩa phụ muội là người tốt. Tiểu Ánh, lúc hoàng thượng ngự giá thân chinh, kinh thành trống rỗng, giải đại nhân tư thông thái tử đồ mưu, không tuân theo phép tắc, đây là đại nghịch bất đạo. Lý đại ca, chẳng lẽ những lời này huynh cũng tin sao? Tiểu Ánh, muội không hiểu. Dựa theo luật lệ đại minh, giải đại nhân, đây chính là mưu phản, tội này phải bị chém đầu. Hơn nữa, vụ án này do kỷ đại nhân tự mình giám sát, cho nên huynh mưu phản, kỷ cương hắn mới là mưu phản. Mạc tướng Châu Tân ở ngoài Ngọc Môn Quan bắt được một tên gian tế thổ phiên, chặn lấy được một bức thư. Nội dung thư nói rõ, chỉ huy sứ cầm y vệ kỷ cương cùng đại lạc ma thổ phiên tư thông mưu phản. Trong thư, kỷ cương dặn dò yêu cầu thổ phiên quốc nhanh chóng bày binh ở Ngọc Môn Quan. Chỉ cần đại sự trong kinh thành vừa thành công, lập tức trong ứng ngoài hợp, công đánh Trung Nguyên, sau đó chia đều lãnh thổ. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng ngự giá thân chinh, kinh thành trống rỗng, hiện giờ chỉ có thái tử trông coi đất nước, kỷ cương nắm trong tay cảm y vệ bao vây kinh thành. Việc này không nên đánh rắn đồng cỏ. Người đâu? Lão gia, đợi ta viết một bức thư, người lập tức đưa đến đại doanh tiền tuyến, đưa hoàng thượng xem. Chuẩn bị ngựa. Rõ. Tiểu Ánh, cha, con lập tức đi tìm thái tử, để thái tử dùng binh phù điều động đội quả thương tức khắc tróc nã kỷ cương. Cha, cha được triệu kiến tư thông thái tử, đây là tội chết, vì xã tắc đại minh, không thể xem xét nữa. Đứng lại, là kẻ nào? Ta là nội các đại học sĩ Giải Tấn, có việc cần cầu kiến thái tử. Muộn như thế này có chuyện gì khẩn cấp? Trên tay ta là thư của Ngọc Môn Quan Châu tướng quân, không nên làm trì trễ đại sự quốc gia. Thái tử điện hạ, đây là số tiền lớn của thần, thành tâm chuẩn bị vì ngài. Ngài cảm thấy thế nào?
Thật sự không tồi. Qua đây. Chi kỷ đại nhân, ông lui xuống trước đi. Cha, người đừng sốt ruột. Con tin rằng sau khi thái tử xem qua bức thư sẽ lập tức cho triệu kiến người. Cha, con sẽ trở về thật nhanh. Đứng lại. Đại nhân, thái tử có việc quan trọng cần xử lý, người khác không được làm phiền. Nhưng đại học sĩ Giải đại nhân muốn cầu kiến thái tử, nói là có đại sự quốc gia. Đưa ta xem. Việc này thái tử đã phân phó qua, giao cho cẩm y vệ xử lý. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Kỷ Cương là ngươi. Giải Tấn, hoàng thượng người giá thân chinh, không được triệu kiến Tư Thông thái tử, nuôi ý niệm mưu phản, gian tặc. Ngươi là kẻ loạn thần tặc tử. Giải đi cho ta. Ta muốn gặp thái tử. Ta muốn gặp thái tử. Đáng tội, quá đáng tội. Thừa dịp trẫm không ở đây, dám cùng thái tử cấu kết. Đáng giết, đáng tội, quá đáng tội. Hoàng thượng, Giải Tấn cấu kết thái tử, nuôi ý niệm mưu phản, tội đáng muốn chết. Phế truất thái tử. Lý đại ca, muội đông trốn tay nấp, luôn chờ huynh trở về. Tiểu Ánh, những gì muội nói đều là sự thật sao? Nhưng mà Lý Nghị, ban đầu khi huynh đến kinh thành, nếu như không phải Giải đại nhân cứu huynh, huynh đã sớm bệnh chết rồi. Tiểu Ánh, hiện tại Giải đại nhân bị giam trong Thiên Lao, huynh chỉ là phó chỉ huy cẩm y vệ, huynh vẫn không thể, huynh không thể đi cướp Thiên Lao. Huynh không đi. Muội đi. Tiểu Ánh. Tiểu Ánh. Tiểu Thất, những chuyện rách nát của ngươi ta đều biết cả. Mấy tên chủ nợ kia của ngươi ta đã phái người giúp ngươi giải quyết. An tâm đi, bọn chúng sẽ không tìm ngươi gây chuyện nữa. Đây là khế ước bán thân của Tiểu Thúy. Đa tạ đại nhân. Nhưng người phải giúp ta một chuyện. Nếu thuận lợi, sau này người chính là chỉ huy sứ cẩm y vệ của trẫm. Xin nay hỏi có ai không chết? Lưu lại lòng son chiếu sử xanh. Giang Thiên Tường à, Giang Thiên Tường, ông thật xấu số, chết trong tay kẻ địch. Nhưng còn ta, ta chỉ có thể chết trong lao của Đại Minh. Ta không phục. Ta không phục. Đừng hét nữa. Ông già hét cái gì? Còn có cái gì đại học sĩ chứ? Trong nhà ngay cả một kẻ đến đưa tiền cũng không có. Nghèo ký xác. Ngoan ngoãn chút đi. Kẻ nào? Giải đại nhân.
Dạ đại nhân, Tiểu Ánh đã đem hết tất cả nói cho tại hạ biết rồi. Tại hạ đến cứu người ra, đi. Bên ngoài Lao Môn cùng là lãnh thổ của Đại Minh. Người và Tiểu Ánh đi đi. Mặc kệ ta. Đại nhân, người như vậy là tự làm khổ mình. Lỡ như hoàng thượng nổi trận lôi đình, người sẽ phải chết không nghi vấn. Là thần tử, trung quân ái quốc. Ta không phải là kẻ tham sống sợ chết, chỉ sợ rằng không thể bảo hộ giang sơn Đại Minh. Ta... Đại ca. Đại ca. Tiểu thất. Đại ca. Dạ đại nhân. Tiểu thất, sao các đệ lại đến đây? Đại ca, huynh đi đâu vậy? Đại nhân tìm huynh, tìm không được nên mới phái đệ đến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng thượng hạ thủ dụ nói là... Tiểu thất. Đại nhân. Kỷ đại nhân. Giải đại nhân, hoàng thượng đã hạ thủ dụ thưởng cho ngài một bàn thức ăn và một bàn rượu. Trước khi thưởng thức xong bàn tiệc đó, không được lén xem thủ dụ. Tiểu thất, người đi sắp xếp một chút. Người và Lý Nghị cứ ở lại đây hầu rượu cho giải đại nhân. Dân. Công công, nói, đã phát hiện ra mục tiêu ở Di Xuân Lầu. Được, truyền lệnh xuống dưới, bảo tất cả mọi người chuẩn bị xuất phát. Dân. Cảm tạ hai vị, đưa tiễn giải mổ một đoạn, cạn. Dạ đại nhân, đừng nghĩ nhiều quá. Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ tình vì sự khổ tâm của người. Việc gì cũng có thể thay đổi mà. Đại nhân, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Được. Cạn thêm một ly nữa nào. Dạ đại nhân, rượu cũng đã uống hết rồi, đã có thể xem thủ dụ. Hai vị đại nhân, ta nghĩ trước tiên nên tắm rửa rồi thay áo mão. Phiền hai vị đại nhân ở bên ngoài đợi một lát. Được. Đi thôi tiểu thất. Ừ. Giải đại nhân. Giải đại nhân. Giải đại nhân. Giải đại nhân. Nhanh. Đại nhân. Đại nhân. Giải đại nhân. We'll be right back.
Lý Nghị, người cả gan giả truyền thủ dụ của hoàng thượng, hại chết khâm phạm triều đình, thập ác bất xá. Người đâu? Lên cho ta. Đại nhân, hắn bây giờ là khâm phạm triều đình, các ngươi muốn chịu tội chung với hắn sao? Lên cho ta. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Mọi người đều là huynh đệ của Cẩm Y Vệ, lẽ nào muốn thủ tốt tương tàn sao? Ai giết được Lý Nghị, kẻ đó chính là phó chỉ huy sứ. Ta nghe lời ông, người như vậy mới giống trang anh hùng chứ. Dẫn về. Hoàng thượng, kỷ cương người này tư công tự ngạo, tâm hoài bất quỷ, bài trừ diệt kỷ, bức tử đại học sĩ Giải Tấn, tự ý bắt giữ Đại Lạt Ma, trở ngại kỳ phúc của thánh thượng. Không những thế, hắn còn cấu kết Dư Môn Quan thủ tướng Châu Tấn, có ý phạm thượng làm loạn. Hôm nay có Cẩm Y Vệ Tống Trọng Cơ chính mắt nhìn thấy, đứng ra làm chứng. Những điều hắn nói đều là thật sao? Hồi hoàng tượng, những lời của Triệu Công Công thiên chân vạn xác đều là tiểu nhân chính mắt nhìn thấy. Có vật chứng không? Hoàng thượng, đây là thư của Kỷ Cương viết gửi Châu Tấn khởi binh. Người xem qua. Giết! Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, giết Kỷ Cương. Đại Lạt Ma thế nào rồi?
Nô tài đã an bài Đại Lạt Ma ổn thỏa, 15 tháng này có thể cầu phúc cho bệ hạ, bảo thánh thể an khang. Thâm phạm Lý Nghị, giả truyền khẩu dụ của hoàng thượng, hại chết nội các đại học sĩ Giải Tấn, chứng cứ đầy đủ, trảm lập quyết. Trảm. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỷ Cương, giả truyền thánh dụ bất tử khâm phạm, cấu kết biên thủ, ý đồ tạo phản, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lập tức đưa xuống. Nếu có ai không phục sẽ đồng tội với Kỷ Cương. Ngươi. Lý đại ca, Tiểu Ánh. Xem ra Chu Lệ cũng không sống quá 15 rồi. Lý đại ca, huynh phải kiên trì. Tiểu thất làm rất tốt, đại nhân. Không thì cái tội thay đổi thủ dụ chính người phải gánh. Đại nhân, giết hắn đi. Tống Trọng Cơ, ngươi không cần người phụ nữ của ngươi nữa sao? Lên.
Ngươi qua đây. Tiểu thất, ngươi đến Di Xuân lầu trước, bảo vệ Đại Lạt Ma. Dân. Tiểu Thúy. Tiểu Thúy. Tiểu Thúy. Tránh ra. Tránh ra. Đừng đánh nữa. Tôi xin các người đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Triệu Trung, cuối cùng ngươi muốn làm cái gì? Chuyện của Kỷ Cương ngươi cũng biết mà. Cho nên cái mà bây giờ ta thiếu chính là tội chứng của Cẩm Y Vệ. Ta không thể làm nhân chứng. Kỷ đại nhân sẽ giết ta. Kỷ đại nhân sẽ giết ngươi. Vậy ta sẽ không giết ngươi sao? Đánh. Đừng mà. Đừng mà. Tôi xin các người đừng đánh mà. Đừng đánh nữa. Tôi xin các người đừng đánh nữa. Tiểu Thúy, đừng lo cho ta. Dù sao sớm muộn gì ta cũng phải chết. Ta không muốn sống nữa. Được thôi, các người ân ái như vậy, vậy ta sẽ giết ả trước. Không, không thể. Vậy ngươi làm chứng hay là không làm chứng đây? Có thể không giết ả, cũng có thể không giết ngươi. Nhưng mà ta chỉ muốn một thứ của ngươi. Cái gì? Xin công công. Xin công công. Được rồi, huynh đừng cử động nữa. Huynh nghỉ ngơi trước đi. Muội đi tìm y phục cho huynh, thuận tiện tìm chút thức ăn. Lý đại ca, huynh nghĩ gì vậy? Ta không nghĩ gì cả. Ta chỉ là cảm thấy Dễ đại nhân chết thật sự rất oan uổng. Không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện thứ bại hoại như vậy. Lý đại ca, chi bằng chúng ta đi thôi. Rời khỏi kinh thành, tìm một nơi không ai biết. Ta cùng muội đi. Lý Nghị sau khi làm Cẩm Y Vệ phải trung quân ái quốc, vì giang sơn đại minh và lưu dân bách tính.
Lý đại ca, Lý đại ca, Lý đại ca, huynh không được bỏ muội lại một mình. Tiểu Ánh, sao muội lại đến đây? Mau trở về, muội không muốn. Huynh là cẩm y vệ. Dạ đại nhân từng nói cẩm y vệ phải trung quân ái quốc. Muội hiểu, nhưng từ nay về sau huynh đi đâu muội sẽ đi đó. Tiểu Ánh, huynh không thể để muội cùng huynh đi tìm đường chết, muội hiểu không? Cứ cho là huynh chết, muội cũng nguyện ý. Nguyên Mẫn, Nguyên Mẫn, mau đỡ cô ấy lên. Nguyên Mẫn, là ta. Ta giúp cô cầm máu trước. Mùi đỡ cô ấy. Cô ấy bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng đi tìm y quán. Được. Lý đại ca, tiểu thất, Lý Nghị, kinh thành không quan nghênh huynh. Đệ phụng mệnh Triệu Công Công nửa đường giết quân, nhưng thấy trên những đóng góp của người huynh đệ, đệ có thể làm như không nhìn thấy. Chỉ cần huynh không đi vào kinh thành. Người đã nói như vậy, hôm nay ta phải thay cả mấy vệ thanh lý môn hộ. Cẩn thận. Người ham mê bài bạc, kỹ nữ, bội tính quên nghĩa, bán đứng huynh đệ, sát hại trung lương, còn gia nhập đồng đảng bọn hoạn quan. Người nói xem có nên giết người không? Đại ca, đệ kỳ thật là bị ép buộc. Người chịu sự sai khiến của Triệu Trung, muốn sát hại ta. Ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết phân phải trái, giết hại giải đại nhân, tội không thể tha. Đến chết tính vẫn không sửa. Chúng ta tiến vào kinh thành. Trên Thiên Châu có độc môn mê dược của Đại Lạt Ma, đeo nó lên sẽ khiến người đeo cảm thấy rất phấn chấn, giống như bệnh tình tốt lên. Kỳ thực là đã bị trúng độc. Lúc hắn lần nữa ngửi thấy độc dược của Đại Lạt Ma, hắn sẽ phát độc mà chết. Kỷ Cương đưa Đại Lạt Ma vào kinh làm phép cầu phúc. Thực sự là gì? Hắn vì muốn để khi hoàng thượng vừa chết, kinh thành đại loạn, quân lính thổ phiên sẽ công phá Ngọc Môn Quan. Nhưng Kỷ Cương đã chết mà. Nhưng Triệu Trung vẫn còn. Ngươi qua đây.
công công đừng sợ, hoàng đế của các ngươi đã đeo thiên châu của ta, đã sớm bị trúng độc rồi. Chỉ cần ngửi thấy huân hương của ta sẽ chết không nghi vấn. Đợi đến ngày 15 tháng này, ta nếu có thể làm phép cho hoàng đế, sau đó thì sao? Lẽ nào hai người họ đã liên thủ? Phải. Sau khi Kỷ Cương chết, Triệu Trung còn nhận lời hoàng thượng, 15 tháng này hắn nhất định sẽ để Đại Lạt Ma đến làm phép cầu phúc. Không ngờ ngay cả Triệu Trung. Thế tại sao bọn chúng muốn giết cô? Thổ phi nước ta xuất binh phải có được lãnh thổ của Thất Thành Đại Minh, bao gồm Thảo Nguyên Mông Cổ. Đại Lạt Ma, ông phải rõ ràng, không có lời nói của ta, ông căn bản là không thể gặp Chu Lệ, cũng không giết được hắn. Đến lúc đó cái gì ông cũng không có. Cho nên ta nên có Thất Thành Đại Minh. Có Thất Thành Đại Minh này, ta có thể thuận lợi phò tá tiểu hoàng tử đăng cơ. Đương nhiên rồi, trong Thất Thành này cũng bao gồm Thảo Nguyên Mông Cổ. Ai? Thượng sư, sau khi thành diệt, người đáp ứng trả Thảo Nguyên về cho người Thảo Nguyên, để chúng tôi tự do chăn nuôi gia súc. Đây là người trước đây đã nhận lời. Phải. A Mẫn, ta sao phải lừa con chứ? A Mẫn, người đâu? Đại nhân, đuổi theo. Rõ. Muốn chăn nuôi súc vật trên thảo nguyên không phải rất đơn giản sao? Sao lại phải dùng Đại Lạt Ma làm việc xấu? Cô là hậu duệ của hoàng thất Mông Cổ. Phải. Tổ tiên của tôi chính là Nguyên Thuận Đế bị các người đuổi đi. Tôi từ nhỏ đã sinh sống trên thảo nguyên rộng lớn. Dù cho như vậy, người Hán vẫn không buông tha cho chúng tôi. Có bao nhiêu đứa trẻ giống tôi như vậy, không có nhà để về không? Loạn chiến nhất định sẽ mang lại tai họa cho bách tính hai bên. Vậy chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Dừng lại, dừng lại. Các ngươi dám chặn xe, không sợ đụng chết các ngươi à? Các ngươi biết bọn ta là ai không? Bọn ta là thị vệ tùy tùng, theo bên hoàng hậu nương nương. Ngồi ở trong xe chính là họa sĩ do hoàng hậu nương nương mời đến vẽ tranh chân dung cho người. Các ngươi dám cả gan làm chậm trễ việc của hoàng hậu nương nương, cẩn thận đầu chó của các ngươi đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau tránh ra. Lại đây. Nhanh thay y phục, đi phụ thái tử lấy hộ phụ. Được, đi đi. Đứng lại. Làm gì? Đến lấy mẫu vật. Không có binh bộ dân thư, không được vào trong.
Bảo vệ hoàng thượng. Cứu giá. Thái tử, hoàng thượng gặp nạn. Hương hương của Đại Lạt Ma có độc. Cái gì? Người xem, đây là binh phù tôi mới lấy được từ binh bộ. Thái tử hãy nhanh chóng đưa người đến hoàng cung cứu giá. Tập hợp binh mã, lập tức xuất phát. Các huynh đệ, hãy cùng ta hạ tên phản tặc này. Người đâu? Đi. Lý đại ca, tấn công phần rốn của hắn. Người lùi xuống đi. Chẳng phải nghỉ ngơi rồi. Người tạm thời cai quản đất nước. Đợi chẳng hồi phục sức khỏe, chiếu theo chỉ là. Dạ. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Sau đó không lâu, hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, triều đình tiếp tục minh tranh ám đấu. Lý Nghị rời khỏi Cẩm Y Vệ, cùng sư muội hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Nguyên cô nương, chúng ta từ biệt ở đây, có cơ hội sẽ gặp lại, bảo trọng.